Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận 3 NFT này. Nè. Đầu tiên á, anh em phải xác minh uh, Discord, Twitter nhé Anh em vô một setting nè Từ để mình tắt Vô một này nè Setting nè Đó anh em query Twitter nè Trong đây nè Anh em tích lại đó, xong anh em lấy cái đường link này nè Anh em dán vô đây Rồi anh em bấm query là được uh, Query Trigger Còn nhiệm vụ này á Đầu tiên anh em nhắn vô vô đây nè Đó, anh em nhắn vô bài viết đó nè Anh em like, anh em retweet Đó, là xong một uh, nhiệm vụ Đó, rồi xong Trên đây cũng có nè Trên này là tích nè Đó, anh em nhắn vô đây nè xong anh em like anh em rịt tích rồi anh em lót lại nè anh em chờ để cho nó quay đi tài khoản đi, tầm cỡ một phút hay một tiếng gì á để chờ nó quay đi rồi bây giờ mình làm mấy nhiệm vụ này cái nhiệm vụ này đợt làm rồi nè bây giờ làm thêm một cái nữa nè follow twitter nè rồi đợt anh em làm lâu nè con tin nè để mình lót lại cái nhiệm vụ này hồi đợt anh em làm trên đây nè đây nè cái nhiệm vụ này nè đó đợt anh em làm cái nhiệm vụ này nè nó cũng trùng với một nhiệm vụ này luôn bây giờ anh em thêm một nhiệm vụ bao lâu này nữa đó anh em làm còn anh em nào mà chưa làm anh em làm hết mấy nhiệm vụ này nè follow lâu nè tích nè đó rồi còn uh, nhiệm vụ bên đây nè đầu tiên anh em xúc mít này thì chịu ví nè follow twitter nè cái cái nãy anh em follow hả follow thêm kênh nữa đó là xong có ba nhiệm vụ à video đến đây là kết còn có nhiều vụ này anh em chờ nó... chờ nó xét thật xong rồi nó hiện lên nút màu xanh là anh em cờ làm được à video đến đây là kết thúc hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.